đấy có kể với em là lúc đi làm về á, là mỗi ngày đi qua chỉ nhìn một phần của số điện thoại thôi, còn không dám đứng lại để xem số điện thoại á. Sau 3-4 ngày sau thì mới bắt đầu là có đủ số điện thoại thì mới nhắn tin làm quen. Những cái ảnh cưới mà hồi vợ chồng em cưới á, là không có mẹ chồng em. Bởi vì là khi chúng em yêu nhau là mẹ chồng em không có đồng ý. Mẹ không nói, nhưng mà theo em hiểu là mẹ em kiểu mẹ em cũng nhiều tuổi rồi, vì là em con út ấy. Nên là các cụ ngày xưa ấy cứ phải làm công việc cố định, và cố định cơ quan nhà nước, có kiểu dạng có công an việc làm ổn định, hoặc là lấy lương tháng ấy chị. Ngày cưới thì là mẹ em lại không ở nhà, vì kiểu để tránh mặt đấy. Không, mọi người trong nhà có đi đón ấy thì mẹ em cũng không về. Thế bố thì sao? Ba em thì mất cũng lâu rồi. À, tức là cụ mất lâu. Vợ chồng em thì lại hiếm muộn. À, mình đã đi bác sĩ chưa? Nhà em thì cũng có chị ạ. Kiểu nó 50-50 ấy chị ạ. Thì là mình chưa may mắn thôi. Chào anh Tuyên, em chào chị. Em cứ thoải em mái. Là Hiền, em ở Quảng Ninh. Em sinh năm 82. Chết tôi rồi. Em xin lỗi anh Hiền. Ủa vậy là anh Hiền hơn anh Tuyên mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Vậy là mình đổi lại xưng hô đi ha. Dạ. Bọn em ở Quảng Ninh. Mới bay vào tối hôm qua. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm. Nhưng mà Hiền làm nghề gì ta? Em làm về nghề mỏ chị. Tức là ở ngoài đấy thì liên quan đến mỏ là tương đối nhiều ấy. Rồi em. Em tên là Phùng Dung ạ. Thì em đang có một cái thương hiệu mỹ phẩm với thực phẩm chức năng. Rồi Dung như tuổi rồi? Em sinh năm 1988. Một đứa làm về mỹ phẩm, đứa làm về ngành mỏ thì sao gặp nhau ta? Trước đây thì là em học dược. Sau đó là em có rẽ qua em học và em làm về spa và làm tóc. Tụi em quen nhau khi mà em làm tóc á thì chồng em là khách hàng. Tức là anh ấy đến quen nhau. Tóc. Dạ. Đúng không? Dạ. Bạn này bạn ra bạn cắt tóc cho em có thích bạn liền không? Hay là phải nhiều lần đến em mới thích? Nói chung là cũng có cảm tình chị ạ. Nhưng mà lúc đấy không dám nói gì đó. 3-4 ngày sau em mới thấy gọi điện nhắn tin cho em. Sau đấy có kể với em là lúc đi làm về á, là mỗi ngày đi qua chỉ nhìn một phần của số điện thoại thôi, còn không dám đứng lại để xem số điện thoại ạ. Sau 3-4 ngày sau thì mới bắt đầu là có đủ số điện thoại thì mới nhắn tin làm quen. Rồi bao lâu thì là bạn ấy chính thức mời em đi uống nước hay là coi phim để mà tỏ tình? Bao lâu? Cũng phải vài tháng chị ạ. 2-3 tháng gì đó. Rồi cái lần đầu mình hẹn hò như thế nào hả anh Bình hả? Cũng không hẳn là hẹn hò, mà nói chung là gặp nhau để nói chuyện đấy. Nói chuyện trực tiếp đấy. Câu chuyện của bọn em thì về sau nó sẽ có nhiều chuyện đáng nhớ hơn. Là cái thời điểm yêu nhau, bởi vì là có những cái thứ mà nó vui vẻ thì là người ta sẽ không nhớ nó bằng những cái chuyện buồn. Dạ, bây giờ mình vô nè, mình kể lại những cái thứ đó nè. Đúng. Cho đến bây giờ ấy thì những cái ảnh cưới mà hồi vợ chồng em cưới á là không có mẹ chồng em. Bởi vì là khi chúng em yêu nhau là mẹ chồng em không có đồng ý. Lý do? Mẹ không nói, nhưng mà theo em hiểu là mẹ em kiểu mẹ em cũng nhiều tuổi rồi, vì là em con út ấy. Nên là các cụ ngày xưa ấy cứ phải làm công cơ quan việc nhà cố nước. Định và cố định cơ quan nhà nước, có kiểu dạng có công ăn việc làm ổn định, hay là lấy lương tháng đấy chị. Đấy thì đúng là rồi. Rồi như vậy là em khi mà em vẫn cứ yêu vợ rồi đám cưới với vợ như vậy ấy, gọi là giống như mình cãi mẹ vậy đó, thì mẹ có buồn không, mẹ có la em không hay như nào? Thời gian đấy thì là em đi làm không ở gần mẹ. Thì là tất nhiên là mẹ không đồng ý, là mẹ em là tỏ thái độ với em rất dứt khoát. Ngày cưới thì là mẹ em lại không ở nhà, vì kiểu để tránh mặt đấy. Không, mọi người trong nhà có đi đón ấy thì mẹ em cũng không về. Thế bố thì sao? Ba em thì mất cũng lâu rồi. Tức là cụ mất lâu rồi. Thế đến bây giờ cái mối quan hệ của mình với bác gái trong nhà như thế nào? Bây giờ thì mẹ chồng em thì lại rất là chăm sóc. Quý con dâu nhất nhà. Bây giờ thì cụ là bao nhiêu tuổi rồi? Cụ ngoài 80 rồi. Cụ ngoài 80. Vâng. Thế hôm nào ta làm cái đám cưới bạc đi. Được bao nhiêu năm rồi? 12 năm. 15 năm là bạc đấy. Thế ạ. Tụi em có con chưa? Vợ chồng em thì lại hiếm muộn ạ. Mình đã đi bác sĩ chưa? Nhà em thì cũng có chị ạ. Nó 50-50 ấy chị ạ. Thì là mình chưa may mắn thôi. Sau chương trình này có con nha. Chắc chắn. Yên tâm, em mới có 35 thôi, đừng có lo. Chồng là mới có 42 tuổi. Trời ơi, em Tuyên á, em ngồi chỗ đó, cái chỗ đó cũng linh lắm á. Bây giờ em chúc hai anh chị này đi. Thật sự là mới nói chuyện con cái này là thấy em khóc, là anh biết được cái sự mong mỏi của hai vợ chồng rất là nhiều rồi. Thật sự là 12 năm mà chưa có con là rất thèm. Em thay mặt anh đi, em ngồi ở đây. Em chúc hai anh chị sau chương trình này sẽ gặp những gì may mắn nhất, đặc biệt là cái chuyện có baby. Hy vọng là anh chị sẽ có baby. Trong năm nay có kết quả càng tốt. Chị thì chị không có chúc, nhưng mà chị chỉ nói cho tụi em hiểu là lý do tại sao tụi em bị vấn đề tâm lý nhiều quá. Em biết tại sao không? Vì thứ nhất là ở vùng ở phía Bắc á, mà vùng quê miền Bắc, kiểu như là mình lấy nhau lâu mà mình chưa có con á.
nó là một cái gì đó mà nặng nề, nặng nề, áp lực nặng nề vô cùng luôn. Cho nên thành ra là mình bị cái áp lực đó. Thứ nhất là mình bị áp lực từ bên ngoài vô, sau đó là mình bị áp lực từ bản thân mình luôn. Cái mong mỏi của mình càng nhiều thì cái áp lực của mình càng lớn. Em hình dung không? Chính vì vậy mà sao khi mà hai vợ chồng gần gũi nhau, đứa nào cũng bị sượng hết trơn á. Tại vì sao? Trong đầu chồng cũng nói thôi cố gắng làm sao để mà có đứa con rồi. Vợ cũng trời ơi, giá trời giá đất, sao mà bữa nay ông trời ông bà thương cho mình được đứa con thì đi tới nơi thì mình mừng quá. Thành ra là tụi em không còn hưởng thụ nữa, tụi em không còn cái sự hưởng thụ nữa, mà nó gần như là một cái sự mà trách nhiệm mà mình phải làm cho bằng được thì thôi. Không bao giờ như vậy hết. Tại vì cái đó là không bao giờ có con được. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Theo chị nha, thứ nhất là em nhớ một điều giùm chị là chị có cái đứa út năm chị 42 tuổi, em 35, thời gian còn rất rất là nhiều ha. Cái thứ hai là khi mà em đã biết là mình, cái thời gian mình còn rất nhiều như vậy á, thì mình không việc gì mà mình phải lo sợ cái gì. Bây giờ là cứ hưởng thụ đi hạ chồng, làm có tiền, hưởng thụ, đi chơi, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Đúng một cái sanh đôi, đương trai đương gái. Trời ơi, tuyệt vời. Trời đất ơi, thôi rồi còn gì để nói nữa. Còn gì bằng. Đúng không? Vui vẻ nha, tự tin nha. Ok. Không phải bình thường thì em cũng ít nghĩ đến cái chuyện này, nhưng mà tự nhiên ngồi ở đây không hiểu sao lại cảm xúc quá. Rồi như vậy là ông bà chứng rồi đó. Ông bà chứng rồi đó, là cái này về dính chắc luôn rồi đó. Dính nhớ đó. Gọi điện thoại báo cho chương trình liền nha. Chuyện là chương 2. Chương 2. Bây giờ cái chương này là tụi em phải nói hết. Để anh chị biết không, mình xả, mình giải tỏa hết đi. Chồng em còn những cái điều gì mà em cảm thấy em vẫn còn khó chịu với ảnh, vẫn còn chưa hài lòng về ảnh. Có những điều mà mình muốn nói trực diện mà mình không nói được. Chỉ có những lúc như thế này mình mới có thể trút được hết tất cả những cái tâm sự của mình. Ngược lại em cũng vậy. Vợ em có những cái điều gì mà em cảm thấy vậy, xả hết ra đi em. Ông chừng tối nay dính á. Thiệt luôn á. Chồng em thì chắc là chỉ có một cái là nghĩ cái gì trong đầu thì ít khi chia sẻ quá. Tức là kiệm lời đúng không? Dạ. Không có chia sẻ với vợ đúng không? Là khó khăn cái gì cứ mình thích tự mình giải quyết vậy ha anh? Không, cũng không hẳn, mà là cảm giác là thấy là nó kiểu không đáng phải nói đấy. Đâu, vợ chồng nhau phải chia sẻ. Không chứ. Muốn làm cho vợ mình suy nghĩ đúng không? Không muốn làm cho vợ mình phải phiền hà về cái cái việc mà không đáng đúng không? Tại đúng chắc rồi, là nghĩ rồi, là chị. Có nhiều việc đúng không? Đúng rồi. Em tự nhận định, em tự thấy là em hiểu được chồng em bao nhiêu phần trăm? Em tại vì chồng em cũng hơi ít nói nên em cũng không biết là có thể mình có thể tự tin là mình hiểu được chồng mình bao nhiêu phần trăm. Dạ, em biết chồng em thích cái gì không? Em có. Sở thích của chồng em thì em biết rồi, mọi thứ về sinh hoạt hàng ngày á, trong gia đình á, thì em tất cả những cái đấy thì vợ chồng em cũng khá là hiểu nhau. Có bao giờ em ghen với chồng em với một cái em gái mưa nào không? Không chị ạ. Tại vì chồng em thì từ ngày yêu em đến lấy em bây giờ thì cũng không có một cái gì để mà em ghen hết. Đi sớm về muộn thì cũng không, điện thoại thì cứ để đấy, vợ cầm lúc nào cũng được. Sáng đi làm, chiều về với vợ rồi chị ạ. Làm gì có cơ hội mà mưa gió gì. Một cái tiếng nói với một cái ánh mắt mà giống như là thích có cơ hội đó lắm mà không được á. Không có đâu. Đó, thôi đừng gì? Có nghĩ xấu nào ông ta. Rõ ràng là mặt rất là buồn khổ mà nói, em làm gì có cơ hội để làm điều đó hả em chị? Em nghe thì có vẻ tiếc nuối. Nếu muốn em nói thiệt nha, 100.000 lý do cái gì cũng có thể tự, tất cả là do mình. Mình muốn là mình làm được hết. Chồng em có hay dỗi hờn không? Thi thoảng dỗi thì cũng chẳng hiểu tại sao dỗi, xong sau đấy lại tự hết dỗi. Nó trải qua nhanh quá em cũng không hiểu lý do, em không biết quá trình. Vậy hả? Rồi có bừa bộn này kia không? Bừa bộn thì em. Bừa bộn thì phải đây chị ạ. Đây không bừa bộn luôn. Thôi vậy là anh quá hoàn hảo rồi. Rồi bây giờ ở chị vợ thì có những cái gì mà anh chưa hài lòng nè? Không, mình thì kiểu là cũng không nhận là mình hoàn hảo đâu. Vợ mình thì là kiểu bừa bộn đấy. Gần như là không làm việc nhà bao giờ chị ạ. Việc nhà. Thế chứ là ai làm? Toàn em làm việc nhà thôi. Thế nó làm gì mà nó không làm việc nhà chị? Em nói chị nghe coi. À không, vợ em thì kiểu công việc kinh doanh ấy chị. Là nhiều việc quá đúng không? Thí dụ như nấu nướng thế nào? Nhiều khi không phải là lúc nào cũng nhiều việc, cũng có lúc rảnh. Nhưng mà cái thói quen
cái thói quen đấy, nghĩa là thói quen rồi chị ạ, là trốn việc luôn đó, thói quen không làm việc nhà là đúng không, kiểu từ nhỏ ấy đó, không phải từ nhỏ, lúc em ở với bố mẹ em thì em có thể làm việc nhà, em cũng có thể làm đấy. Thế nhưng mà từ khi lấy chồng em thì chồng em làm hết những việc đấy rồi đấy, lại thành là thế xong cái ngày một cái hôm nào cái ngày đó mình không hề bận tí nào nhưng mà vẫn trốn việc. Không, em cũng không trốn việc đâu ạ, bởi vì là trốn thì nó phải như thế nào nhỉ, phải che giấu một tí ấy ạ. Nhưng mà đây là em không làm luôn ấy ạ. Là chồng nói là thôi anh bận lắm không ơi, em làm đi, đã có làm chưa? Em cũng có, nếu mà em nhớ được, nếu mà em nhớ ra, tại vì mấy cái đấy em hay bị quên. Anh ơi sao nhà bẩn thế nhở, sao em không quét điện em quên. Em thấy đâu mà em quên. Em nhìn rõ ràng bẩn này mà em quên mất. Đâu, nhưng mà không bao giờ kêu nhà bẩn. Không, tại vì là ở trong nhà em thì sẽ có chồng em dọn ấy, còn ở ngoài thì có nhân viên ấy, các bạn ấy cũng dọn dẹp gọn gàng ấy. Thành ra em cũng không có cơ hội để em thấy nó bẩn lắm. Để xem ông chồng ông ước cái gì đó, em ước cái gì nói chị nghe coi Hiền. Em chỉ cần vợ em gọn gàng hơn thôi. Chứ chưa cần đến mức là phải làm việc nhà ấy. Là em chỉ cần thế thôi. Vâng. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm nha. Tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh, năm nay em 35 tuổi, là nhân viên phòng kỹ thuật. 35 tuổi. Dạ. Còn em là Lê Hồng Linh, năm nay 35 tuổi, nhân viên nhân phòng. Ồ, như vậy là hai bạn lấy nhau được lâu chưa? Dạ, 3 năm. Đã có em bé chưa? Dạ, chưa. Chưa. Rồi, chút nữa tôi sẽ chúc dính sinh đôi luôn. Để cho nó vui đúng không? Các bạn có hồi hộp không? Không. Hồi hộp thì xin một chàng pháo tay, cổ vũ, cổ vũ, cổ vũ. Hồi hộp không? Hai bạn coi như là gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em là quen biết nhau là thời còn học sinh cấp 3. Vợ em là lớp trưởng, lúc đó ấn tượng đầu tiên của em nhìn vợ em mà mới vô lớp 10 á là đen mà lùn, còn xấu nữa mà lớp trưởng chảnh mà. Em mà cũng hơi dân ngoại quậy chút xíu, mỗi lần mà làm gì mà sai á, ưa lên mấy cô giáo chủ nhiệm á là phạt. Càng phạt em á, em càng quậy hơn nữa. Đó, có lớp mất thi đua cái xuống nó nhằn em hoài. Em là chuyên môn mét bạn này, nhờ vậy mà ấn tượng. Dạ. Rồi xong rồi tụi em ra trường 2 năm sau á thì em mới lại gặp lại vợ em, là do họp lớp mà bạn bè nó có gán ghép, cứ ôi ông chở bà Linh đi, đi đâu cũng chở, đi họp lớp cũng chở, mà đi về quê cũng chở. Tại vì tụi em cảm ơn vợ. Em chỉ xe đạp thôi. Nhưng mà cái lúc đó là em có ghét chồng em không? Thì lúc mà học chung á thì cái vụ nó xảy ra thì em cũng hơi ghét, không đến nỗi như chồng em là ghét em. Em nói ghét đi mốt, ghét cũng nào chờ cha của đó. Vô đúng sự thật luôn. Rồi tóm lại là hai người ghét nhau cho nên bây giờ mới gặp nhau. nhưng mà lúc mà các bạn cứ gắn ghép em để ngồi sau lưng xe chồng em á, dạ, thì em có cảm thấy là bị ép không, hay là em cảm thấy rằng như vậy lại đâm là hay không? Em cũng không nghĩ gì, tại vì đi chơi chung nhóm thì nghỉ thôi, giờ xe nào trống thì mình ngồi xe đó thôi. Cũng nói chung là sau 2 năm gặp lại em cũng thấy chồng em lúc đó là chỉnh chạc hơn, thì cũng không có còn cái ghét ở trong lòng nữa. Rồi lúc đó là bắt đầu từ từ hai người bắt đầu yêu nhau. Yêu là như chồng em yêu trước á, em cũng chưa có cảm tình nữa. Dạ. Không ghét trước mà cũng không yêu trước. Dạ. Còn đây là ghét trước. Ghét xong rồi yêu. Đúng không? Dạ. Bây giờ yêu xong bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ cũng 5-6 năm sau mới cưới anh. Họ quen nhau một thời gian quá dài. Quá dài. Trong 6 năm đó chắc nhiều câu chuyện vui lắm á. Không, đi làm mình là mình thôi. Bây giờ mình cứ như là mình lướt qua cái 5-6 năm đi. Bây giờ mình vô thẳng cái vấn đề luôn. Có đêm tân hôn hay người vui không? Nói gì mà nói gì mà cái nó nhắc vậy thì luôn. Phải không, mình đi một cái như không là không phải, bây giờ người ta phải hỏi gì nè. Có nghĩa là yêu nhau 10 năm không? Nếu mà tính là học chung luôn á là cũng gần 10 năm á. Hơn chứ. Dạ. Hơn nhiều à. 10 năm. Từ cấp 3 hả? Hơn 10 năm. Nếu vậy thì dễ gì có đêm tân hôn. Em hỏi cái gì vậy? Có đêm tân hôn không? Dạ, yêu có nhau nhiều. Yêu nhau như vậy mà có cầm kẽn đánh cái bỏ này. Dạ không á. Thì nói đó chung thì chị là đang nói đó, yêu nhau lâu như vậy dễ yêu gì? Nhau lâu vậy thì ai cũng nghĩ là hai đứa là cầm dạ đúng rồi, dạ dạ thì anh nghĩ đi, đàn ông mà ai là không ấy đúng không, nhưng mà mỗi lần ấy thì em nói là thôi anh ơi, để dành cho đêm tân hôn để sẽ lãng mạn hơn. Thì anh cũng tôn trọng vợ, anh cũng chờ mấy năm luôn. Trời ơi, cuối như cùng vậy thì... chắc chắn là đêm tân hôn của họ rất là tuyệt vời đúng không, phải không? Trời hả, đêm tân hôn là thất vọng rồi. Đêm tân hôn là vợ em bị kẹt đèn đỏ. Anh cảm giác em lúc đó làm sao? Dạ buồn vậy, mình cũng háo hức rồi bao nhiêu năm đợi chờ rồi, cuối ngày tới tân hôn rồi, mình là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc mà lên cái rồi vợ nói vậy thôi, rồi như coi như là không còn cái cảm giác rồi đó. Dạ hụt hẫng liền đúng không, trao đảo nói đó, hai chồng chứ nằm đó là nói chuyện là tâm sự đêm đó nó dài đắng đắng. Nhưng mà hết rồi, sau mấy ngày hết rồi tụi em đi hưởng từ trăng mật rồi, sau đó đi tân hôn ấn tượng đêm đó vui á. Đêm đó ấn tượng, ấn tượng nghĩa là vui không? Dạ chia sẻ đi. Tự nhiên nhân viên đưa cái phòng hai giường, tối cái đi ảnh qua giường ngủ chung với em, rồi tới sáng ra thì thấy một
vết máu chị. Chứ chồng em chứ em sợ quá trời luôn chị. Sợ, sợ nhân viên khách sạn thấy mình mình hơi quê nên anh. Nó còn cái vết gấp mền lại đó, che cái đó lại. Chả phòng trao gấp luôn. Hai đứa khách sạn khác, không cho mở khách sạn nữa. Thế bây giờ hai bạn về ở với nhau là 3 năm. Dạ. Không? Bạn có điều gì bất ngờ ở cái đó ông chồng không? Em bất ngờ chồng em là mê chơi game với mê đánh cờ. Ví dụ mà bây giờ ảnh đi làm về 5 giờ ảnh ăn cơm đến 7 giờ, 7 giờ ảnh có thể vô cái máy tính đến ngồi chơi đánh cờ trên mạng chị tới 1 2 giờ đêm. Cái xong mà lúc 10 giờ em vô ngủ, em nói anh tắt máy tranh thủ đi ngủ sớm mai dậy sức đi làm. Ảnh nói giờ ngủ trước đi. Thế là em ngủ một giấc dậy cũng còn thấy ngồi chơi tiếp nữa. Em mới la tiếp, em nói là anh tắt máy đi ngủ. Xong rồi để anh đi tắt máy ngủ. Cũng không luôn. Tới mà chừng mà hả lần thứ ba nữa em nói không tắt máy là em chạy rút điện luôn á, khỏi có sức đau máy gì hết á. Quảng hồn tắt leo ngủ. Thì còn gì nữa? Hai nóng tắm. Mà nóng tắm sao? Hai vợ chồng gây lộn gì đúng không? Cái mà cái chuyện không đáng, tự nhiên anh la cho lớn quá em. Mỗi lần anh nóng á là em phải xìu lại em nói cái đầu anh im. Chứ em mà không nói em mà la lên nữa anh la tiếp nữa. Giống như là cãi tay đôi vậy chị. Rồi hai vợ chồng cãi nhau có lần nào mà cãi lớn không? Dạ, cãi nhau á thì tụi em á là thường thường á mà ra công viên. Ở nhà thì sợ ba mẹ biết nghe á chị, rồi ba mẹ buồn. Anh tưởng tượng cái cảnh nghĩa là chuẩn bị gây nhau. Bà vợ hai bạn gây ra công viên gây đi. Dạ có anh chị đó. Có lần á là đi lễ, em đi làm về mệt, em nhức đầu, em nói chồng em là thôi anh đi lễ dưới nhà mẹ đi, em đi gần ở đây. Lúc đó hai chồng cũng có mâu thuẫn chút xíu mà chị, cái đùng đùng la lên không chịu chị, đầu đi chung. Em nói không, em không đi á. Cái vô hỏi em nữa, vợ em có đi không? Không, em không đi. Thế là về bắt đầu cái nhằn em, nói em á vợ cứng đầu lắm, nói vợ vợ không nghe, vợ cãi không mà bây giờ á anh gom quần áo giờ anh ở bên nhà má anh không ở cho em nữa. Ra lấy mấy cái bao xếp bự bự á, lấy xuống xếp tự động bỏ vô, tự động nó bao được 3-4 cái. Cái em chúc em lại đúng chứ, anh mà bước ra đi là anh không có ngày về đâu, em không có kêu đâu. Cái nói xong em yên tâm đi, anh đợi ba về, anh xin phép ba một tiếng, tự trước khi anh tới đây á là anh cũng xin phép đúng không? Bây giờ anh đi anh sẽ đợi ba anh về anh xin phép chứ em không có đi ngang, anh không đi ngang đâu. Thế là nằm chờ mấy tiếng ba mới về, là lúc đó là nhiên nguôi cơn giận bớt rồi vậy. Tới ba anh về mà sao tự nhiên nằm ngủ luôn. Cái sau vịt nổi ảnh trên nệm em dưới đất, hai người là hai góc nghiêng vậy. Cái em nằm em tức lắm, nước mắt em được động chảy ra. Cái xong nghe vợ khóc cái lật đật xuống năn nỉ vợ, anh xin lỗi em nè, anh biết anh sai rồi. Em nói xong sống với anh á em thấy nó bất an, nó không được che chở. Vui á thì thôi, khi mà gây lộn buồn á anh nó xách quần áo về nhà mẹ anh ở, mà trong đó á mình là vợ chồng rồi. Nói tóm lại là vậy, hai người bằng tuổi á là lúc nào cái bạn nam á là cái tư tưởng cũng nhỏ hơn cái bạn nữ. Dạ. Cho nên tôi kệ, chịu em bé đi. Rồi còn em bé làm sao thế? Thì thái vô cái chị mà đem quần áo bỏ thì có cái tật xấu là ô cằn nhằn hoài, cứ vô nói em không nghe. Có vợ nói chuyện với anh giống như nói cái đầu gối vậy á. Anh nói thôi giờ em ra em nói đầu gối để anh tập trung chơi game chút xíu. Đó là ra giận không ăn cơm. Còn khóc giận lẫy 3-4 ngày rồi phải năn nỉ mới chịu. Bây giờ em muốn vợ em thay đổi những cái gì? Bớt cằn nhằn chồng, với lại hả biết chăm lo bản thân, có giận chồng cách mấy cũng ăn cơm hay là uống thuốc. Vậy giờ còn vợ muốn chồng thay đổi gì? Bớt game. Chơi game. Bớt cái gì nữa? Bớt nóng tánh lại chút xíu. Vợ thì bớt lèm bèm, chồng thì bớt nóng tánh. Bây giờ nè, giờ nếu mà vợ muốn tôi hết hai cái kia đó thì vợ hết hai cái của vợ đi, ví dụ vậy. Bên đây ngược lại, chồng muốn vợ coi như hết hai cái mà chồng muốn vợ bỏ đi thì chồng cũng phải thực hiện được hai cái mà vợ muốn đó. Giờ hai bạn tự nói nhau đi, móc méo đi, tại vì hai người bạn thân mà. Và đặc biệt nữa là bớt cái kia nhưng mà tăng cái khác lên. Để chi vậy? Để còn đón chào một em bé ra đời nữa chứ. Con dê vàng. Chúc hai bạn trong năm nay sẽ có được một chú dê vàng. Dê vàng. Đúng rồi. Là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì số biết. Vì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Trời ơi, được khen quá. Cảm ơn chị. Sao người ta một trời em một vực vậy? Thôi đi về đi. Không, hồi xưa Thuận đẹp lắm chứ. Trời ơi, Phúc công nhận không? Ngày xưa trời ơi, tóc bồng bềnh hai mái ha. Tao thấy rồi, đừng có khoe nữa, để tao tả cho nè. Bồng bềnh tóc quá trời, tóc luôn bồng bềnh hai mái mà mắt rất là hấp hiêm. Giống đó, cái tài tử gì ở bên Trịnh Y Kiện. Trịnh Y Kiện. Đó. Mà tại sao bây giờ Trịnh Y Kiện người ta vẫn là Trịnh Y Kiện mà ông này bây giờ hết rồi? Không, tôi giống là coi như là Trịnh Y Kiện giờ đầu cũng trọc y vậy đó. Đâu có Trương Vệ Kiện. Ông nói là Trương Vệ Kiện cái đầu mới trọc. Còn Trịnh Y Kiện là cái ông hai mái. Trịnh Y Kiện hai mái đúng không? Đừng lấy rồi. Ra nữa mất thời gian. Tôi là lắm. Trịnh Y gì đó. Nè, nè hồi nãy rồi. Có rồi nè, nó hồi xưa tôi nè, thấy chưa? Đó, đây nè đó. Ây da. Rồi để sát bên mặt em đi. Trời ơi, em để sát mặt em nó kỳ quá trời tóc luôn á. Quá dữ vậy. Con người á.
Bà... tức là vậy nè, chị nói em nghe, đứng về phân tích về khoa học, về nhân tố học, về di truyền nhân tướng học, như vậy nhân tố học không, nhân tố học di truyền học á là quốc thuần là đa nhân cách. Yeah. Thì là có hai ba con người sống trong một cái xác, em hiểu không? Thì cái nhân cách đẹp á là đi rồi, bây giờ đậm lại nhân cách kỳ cục thật sự luôn. Không lẽ làm đơn xin phép không làm chương trình này nữa chứ, dạch mặt một đứa em thơ thơ ngây đó. Bây giờ làm như làm ông mụ riết rồi cái bị vậy đó. Ông mụ tọc đầu rồi thôi. Phải nói là khán giả quá. Phải nói là khắp mọi miền đất nước và thậm chí là khán giả ở hải ngoại luôn cũng rất là biết và rất là mến mộ tiếng hát của Ưng Hoàng Phúc cũng như là cuộc sống vợ chồng của hai bạn. Thế nhưng đến với chương trình này chúng ta phải làm y chang cái format đó là giới thiệu về mình, tuổi tác và cuộc sống hiện tại. Nha, mời hai bạn. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Đó, Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang ngang nhau đó. Đó, mà hai người bạn đó. Đó. Quốc Thanh, Quốc Thuận. Đó, đồng hướng, đồng hướng. Sao Quốc Thanh nó khác mà Quốc Thuận nó khác? Nó ngoài vậy? Thiệt, chị thấy khác thiệt. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. À, anh họ Tô hả? Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Võ Thị Ruby. Dạ, em năm nay 35 tuổi. Dạ, nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ mình mới hôm nay mới có dịp để mà hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi á, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại sao vì vậy? Hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi chứ bên ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Rồi vậy giờ nói luôn, đúng không? Nói bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng gì về cô gái này? Lý do gì mà hai đứa nè? Gặp nhau? Dạ. Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần sọt ngắn ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông. Nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn này nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay qua mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đây hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học Soàn dễ thương hơn á. Soàn em sao Soàn? Dạ. Võ Thị Hồng Soàn á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai cặp hai bên luôn á. Có hai bóng hồng cái bên. Ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không?
Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Thơ như thế, thơ rằng như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Rồi bao khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi nói cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, mới thấy Kim Cương, mới nói cũng được. Nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nghe không? Cái từ cũng được nghe. Đúng không? Thì đó sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi rồi lúc đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàn hay là Hột Xoàn tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý nhưng mà thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn cái ít hơn á. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó. Nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Bởi chị hỏi em là vậy đó. Nghĩa là nó có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn đó. Đó là trò chuyện nhiều hơn, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc cho các MV đó đúng không? Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình sao về sệt. Đúng không? Rồi bây giờ sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau chắc lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có thổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi mình... Phải nói là đã lắm, sự á, đã lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng sủng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao suy Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc, Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại đúng rất là rồi, ngại e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể có nhận ra. Ở đây Phúc là thần tượng cô biết bao nhiêu cô gái rồi. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình rồi, chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là thần xài chữ của Cương tôi không? Kim Cương hoặc là Xoàn. Kim Cương chứ đừng có Cương không? Đó, thôi Kim Cương hoặc là Kim cũng được. Kim, Kim Cương hoặc là Xoàn, bé Xoàn. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ nhỉ. Dạ thì lúc đó em cũng nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt rồi từ từ mình nói chuyện sau. Đúng không? Mình vồ vập ngay ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Đúng cho rồi. Nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó.
trong clip là người yêu, là đóng vai người yêu, thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình bị lậm vào nhân vật vậy đó, đó đúng không? Nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết, tại vì em biết không, ngày lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là dạ. quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, dạ. cũng MV ca nhạc đó, dạ. thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Ừ. Tối về rồi cũng đâu có ngủ được, cũng đâu vậy đúng không, chị có giữ giá thì đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao anh ấy sao dạ, giữ giá được có ngày một à, rồi xả giá luôn, xả giá luôn đúng một ngày một. Ừ, nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phân Linh có mà. Rồi cuối cùng là ai nhắn ra? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn đó. Tại nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải qua tới mấy ngày lần. Ừ. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Rồi, vậy đó, cho nên cái cảm giác nó lạ lùng lắm. Dạ. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Dạ cũng khoảng là tuần sau đó. Thì đó thì cũng cỡ tụi tôi sao rồi đó. Cũng cỡ tụi tôi, tụi bay cái đó 3 ngày thì có thể thứ tư tụi tôi bỏ giá, thì là bên đây cũng hơn được 1 ngày rồi. Hơn được 1 ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Tôi mắc cỡ đừng kể nữa. À kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hai chồng mắc cỡ rồi, giờ cuối cùng sao đây ai kể? Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau về những cái gì? Đó. Dạ. Nói đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò. Vậy sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ coi lại xong nó thổi cha mẹ nó đẹp quá, giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi. Cái ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, anh Thuận hỏi không? Ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Dạ. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi, bỏ giá hả? Tức là đi ăn, mời đi ăn rồi. Xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn đi gần một tháng, đi gần tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau, rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ, bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại là người yêu mà đang đóng trong phim là người yêu, cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời nó mãnh liệt chứ, nó gần nó la mà lắm đúng không, nó la mà lắm đúng không, có nhào tới ôm đi. Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà, em nói vậy ai sao em mà em với ai yêu thầm Thúy Nga biết không? Em biết Thúy Nga mình dạ biết yêu thầm một thời gian rất lâu luôn, sau này biết Thúy Nga nó khùng mới hết yêu. Quốc cường tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó, bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn á đúng không? Dạ. Hồi đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi là... một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là lúc đó chị nhớ là báo á, lúc mà bắt đầu đăng rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đúng không? Dạ.
đó, chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi. Dạ, chứ còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được, đúng không? Dạ. À, biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gỗ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không. Cái đó cũng là một đó. Cái, dạ, đó, cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa. Tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là tập từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á, thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập coi như là một cái cơ sở, dạ, dạ, để gọi là để mà phục vụ để cho những người giúp những người đó bị đệm đúng không? Dạ, dạ. Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành, nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có rồi em có sợ, em có giống như là đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau anh nằm sấp trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Em mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy. Tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ đó, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi mổ đó. Bốn lần trước đó, dạ. Là lúc đó là trước khi quen chưa có Kim Cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001, là lúc còn cuối năm của nhóm 1088 đó, là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa, là em phải đi mổ lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa và đã đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời, dạ, mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Dạ. Đồng hành với cái nỗi đau đó bao, dạ, nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải nghỉ ngưng hát, dạ, khoảng thời gian rất là lâu. Dạ. Đó, trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. Dạ. Năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn, dạ, hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ gọi là giống như từ đầu luôn. Dạ, dạ, từ đầu rồi. Luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh lại. Tái sinh đó. 2016. Đó bây giờ. Có nghe nè. Rồi ảnh đó, thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Cái điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào vậy?
Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Và sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn dù có hai người thôi. Đó, rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Ủa, có nghĩa là luôn. Bởi vì anh lời. Anh lời. Em lời quá. Bởi vì lời lắm hai luôn. hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển ở giữa dưới biển đó, tặng cho em nha, là em làm mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới cho bự hơn. Dạ. Anh nói như vậy thôi, thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Ừ. Dạ. Có giống cái cũ không? Hay dạ, là bự hơn? Dạ, to hơn. To hơn? Dạ. Cũng được rồi, nói chung là... Đó là... Nói chung là có phúc. Có phúc. Cưới anh Phúc có phúc. Đó, thì đó. Luôn. Kim cương mà cưới anh Phúc có phúc. Có phúc kim cương quá. Mà đi tặng hột xoàng cho kim cương. Trời đó, chợ cửa về rừng. Ờ, chợ cửa về rừng nhiều luôn. Chuyện quá, chị mai mốt đừng tặng kim cương nữa, tặng bạc đi đó. Đó. Rồi sao ta? Thôi bây giờ là bắt đầu thôi, bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh. Cái tật xấu của ảnh á đó, không biết luôn á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này của nàng. Ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Đó, Kim Cương. Siêng không? Có siêng không hay là làm biếng? Dạ, như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á, nhưng mà họ giống như em thì chắc là họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh đánh vô toilet ngồi giống một thiệt là lâu vậy đó. Không biết làm lâu, gì á. Thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra là đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa, thiệt là lâu, cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Đó. Kiểu lê mê đó đúng không? Dạ lê mê, kiểu vậy đó. Quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Nguyễn Hoàng Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn, rớp rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng đúng rồi, thăng thắt đó. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có cái sự thay đổi trong mình. Ngày xưa thì em hay gọi là chậm, rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đã, đúng rồi. Ngày xưa nó chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cũng có tới đâu cao lắm nữa. Con rùa nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Không bị em hối riết là con giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng đúng rồi. Tại vì Kim Cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái và không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ rất để đẹp, đợi rất đẹp. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới đúng giờ phải tới trễ chút phải tới cho người này hát cho người kia trước. Nhưng mà em không có cái tính đó thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi.
bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn, mình có thể mình đợi người khác cũng được hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng không? Hối kiểu dạ, lên đi, trễ giờ bây giờ mấy bà quản lý em vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè, cái miệng lên tới đây luôn đó. Ủa mà giờ lạc đề nữa. Lạc đề nữa đang là cái đề gọi là tật xấu. Tật xấu. Tật xấu đó, tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi. Ông Sàng nói tiếp đi, anh còn sở đoản. Anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra, đó là cây kiểng á. Có nghĩa là anh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là để kiểng hết nha, anh thích để kiểng ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiểng, chăm cây kiểng thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Yeah. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chòi á, thì tự bắt đầu nó nở ra mọc lên. Rất là vui. Dạ đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi bác Thuận, bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận. Tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn á, chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tôi ghét tụi này mà hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiểng nó đâu có xấu đâu. À không, đó là cái đam mê. Nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Là một cái sở thích khác biệt như nào vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có hơi lề mề thôi đúng không? Bây giờ đã thay đổi luôn rồi đúng không? Rồi bây giờ tới phút đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ Kim Cương thì kể đi rồi về cắt lươn. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực. Nói hoài á. Mình nên là rất là dễ quạo. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Ồ dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc. Tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước. Là chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Nào bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng hoài gì. Đứng ngoài chắc tức đúng không? Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi, chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc. Này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Rồi. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con và chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ này, rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không. Nhưng có mà được cái là không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Nghĩ luôn á. Vậy là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không kẹo hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc
chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bích giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Rồi ôi. Ê nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Ừ. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng. Xài đúng. Chứ nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn khi cũng mua đồ hiệu cho chồng rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công chí rồi nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng, nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua. Dạ. Không có gom lại mua đâu chị, để bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nha. Chứ mà tôi lấy tiền tôi đi mua nghe. Đúng không? Trời ơi hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì trơn. Vậy sao vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nói là anh, bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Rồi đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Nhưng mà mình thấy là thôi để, dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành cái thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ với mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó em bớt nói rượt. Luôn. Bớt rượt Phúc rồi. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vô nhà. Dạ, vui cửa vô nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui chứ nhiều vui. Khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh để anh còn là một ca sĩ, anh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ anh thay đổi quá, anh sẽ là người bình dân bình thường giống như em rồi. Nên là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ, chúc phúc. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi nghe, còn bí mật lớn nữa. Hẹn trong chương trình khác nghe quý vị.